xin chào các bạn. Hiện tại thì Hạnh đang có mặt ở cửa hàng Korean V số 10B cách mạng tháng 8 quận Nhất. Đây là một cửa hàng nội y mà Hạnh rất là yêu thích. Các bạn biết không, đối với Hạnh thì Korean V giống như là một người yêu thầm lặng vậy. Bởi vì nó luôn mang lại cho Hạnh cảm giác thoải mái, thư giãn bất kể khi Hạnh đi làm hay là đi chơi với bạn bè. Và ngày hôm nay nhân dịp sinh nhật Korean V tròn 1 tuổi tại Việt Nam, Hạnh đến đây để chung vui và sẽ mang đến những cái phần quà rất là hấp dẫn từ Korean V gửi đến tất cả các bạn xem livestream ngày hôm nay. Đó chính là 5 mini game. Mỗi mini game sẽ có 3 phần quà hấp dẫn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Khi các bạn mua sản phẩm ở đây thì chúng ta sẽ có một cái voucher như vậy, và nó tương đương với giá trị tiền mặt, và chúng ta sẽ không cần bù thêm một khoản nào nữa nếu như bộ sản phẩm của chúng ta cũng là 500.000 đồng như vậy. Và khi mà các bạn đến đây thì ngoài không gian rất là thanh lịch, rất là sang trọng ra, thì chúng ta còn thấy những cái sản phẩm rất là cao cấp nữa. Và dòng đầu tiên Hạnh muốn giới thiệu đến tất cả các bạn trong ngày hôm nay đó chính là dòng Surf Cloud. Nghe cái tên Surf Cloud thì các bạn tưởng tượng đến những cái áng mây bồng bềnh đúng không? Thì khi Hạnh chạm vào chất vải, quả đúng là thật sự mềm mại, mềm mịn đến độ mà Hạnh nghĩ khi mà chúng ta mặc một cái áo như vậy cả ngày thì sẽ không có cảm giác bí bách khó chịu như dạng nội y thông thường khác. Bởi vì chất vải làm bằng microfiber, là một dạng thun lạnh cao cấp nhập từ nước ngoài về. Trên tay của Hạnh là những dòng sản phẩm Surf Cloud, và các bạn có thấy màu nude, màu đỏ cũng giống như là màu đen là những màu mà chúng ta rất là dễ phối đồ. Hạnh thì hay chọn cho mình màu nude lắm, bởi vì Hạnh hay mặc đồ trắng thì những cái màu như là màu hồng da và màu nude là một sự lựa chọn đúng đắn. Các bạn có thể thấy đây là cúp xéo, một dạng cúp rất là basic, rất là thông dụng cho tất cả chúng ta. Và khi các bạn sở hữu dòng này thì mình không sợ là mình sẽ kén đồ bên ngoài, bởi vì có thể là các bạn mặc những cái loại áo mỏng, nó cũng không cộm lên mà nó rất là ôm sát bầu ngực. Bây giờ Hạnh cho các bạn coi chất vải nha. Co giãn 4 chiều như vậy, và khi mà chúng ta giặt bằng tay hoặc giặt bằng máy giặt á thì cũng không sợ là nó sẽ giãn ra theo thời gian. Hạnh rất là thích dòng này. Và bên cạnh đó, dòng Surf Cloud cũng có một cái mẫu như thế này. Về cái mood của nó thì không có dày như là màu nude hồi nãy Hạnh cầm. Phần này là màu đen, mút rất là mỏng, dành cho những bạn nào mà muốn nâng ngực nhưng mà lại không có thích là nâng quá thì chúng ta có thể sử dụng dòng này. Đây là cúp chữ V rất là cơ bản, tạo cho dáng ngực thêm mềm mại. Bây giờ mình sẽ tham khảo một dòng khác nha. Đây là dòng Refine Line các bạn ơi. Tại sao gọi nó là Refine Line? Bởi vì nghe cái chữ Refine thì các bạn cũng biết rồi, rất là thanh lịch. Dòng này thì cũng làm bằng chất liệu microfiber, nhưng mà kết hợp với những đường ren rất là tinh tế và thanh lịch, làm cho các bạn nữ khi mà mặc vô cảm giác là sexy hơn và nữ tính hơn. Bên cạnh đó thì đường thiết kế cũng rất là tinh tế và không có gọng, giúp cho chúng ta có cảm giác thoải mái hơn, không có bị tù túng bởi cái gọng nâng ngực. Và tuy không có gọng nhưng mà cũng có những sản phẩm của dòng Refine Line giúp cho chúng ta nâng ngực rất là hoàn hảo. Ví dụ như dòng này đây thì nó sẽ giúp cho bộ ngực của chúng ta căng tròn hơn, bởi vì ở bên trong điểm mút của nó rất là dày, và có những loại điểm mút vừa nữa, tùy chúng ta lựa chọn và tùy nhu cầu của chúng ta thôi. Ở đây cũng có những cái quần. Thì Hạnh thấy là cái dạng quần này, cái đường chỉ may nó rất là tinh tế và hầu như nó không để lại những cái nếp hằn khi mà chúng ta mặc những cái váy đầm. Đây là cái dòng mà Hạnh cũng rất là thích, New Flower. Nghe cái tên New Flowers thì các bạn cảm giác như là những cái bông hoa mới, những cái bông hoa mới, và nó làm cho chúng ta thấy thư giãn thoải mái khi mà chúng ta mặc để mà đi chơi, đi làm hoặc là đi đến bất cứ đâu. Bởi vì những cái đường thiết kế cũng rất là tinh xảo, và bên cạnh đó
Cái này giống như là một cái bralette vậy. Với những cái đường satin cắt ngang như thế này làm cho ngực của chúng ta được ôm trọn, đầy đặn hơn, và chúng ta có thể thoải mái vận động nhiều hơn, bởi vì nó không gọng không mút mà. Cho nên những cái lựa chọn về bralette thì Hạnh nghĩ cũng là một cái lựa chọn rất là đúng đắn cho tất cả các bạn nữ nào mà yêu thích sự năng động thoải mái. Bên cạnh đó thì cũng có dòng pha giữa ren với lại chất microfiber. Các bạn thấy ren ở phía sau, ở phía trước là chất thun lạnh mềm mại cao cấp. Hạnh nghĩ đây là cũng là một cái dòng rất là sexy, bởi vì những cái điểm nhấn ở đây rất là ý nhị và tinh tế, góp phần làm cho bộ ngực của chúng ta thêm phần căng tròn, và cái phần mút ở trong đây cũng giúp cho mình nâng ngực được một cách tối đa nhất có thể. Về phần quần thì các bạn có thể thấy là phối ren chung với lại chất liệu vải thun lạnh cao cấp, rất là dễ thương và không tạo được những cái nếp lằn khi mà chúng ta mặc với những cái váy ôm. À, bây giờ Hạnh sẽ đến với một cái mini game thứ nhất để cho các bạn có cơ hội rinh những cái phần quà hấp dẫn về nha. Corin V là thương hiệu nội y đến từ nước nào? Bây giờ Hạnh sẽ cho các bạn thời gian để trả lời, và bạn nào trả lời sớm nhất cũng giống như là share livestream này thì các bạn sẽ được tặng một phần quà hấp dẫn trị giá 500.000 đồng từ Corin V. Corin V là thương hiệu nội y của Pháp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Corin V, một thành viên của tập đoàn Pháp Corin International. Corin V được sản xuất tại Việt Nam bởi tập đoàn Pháp Scavi, hiện đứng top 10 trong lĩnh vực cung ứng nội y trên thế giới, đã có kinh nghiệm 30 năm cung ứng nội y và đồ bơi cho 50 thương hiệu quốc tế như là Fila, Armani. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Corin Touch. Thì đây là một cái dòng sản phẩm dành cho bạn nào mà đam mê thể thao, yêu thích sự năng động. Hạnh nghĩ đó, đây là một sản phẩm mà chúng ta không thể thiếu trong tủ đồ của mình đâu. Bởi vì đôi lúc không phải lúc nào mình cũng mặc được những bộ áo ngực, bởi vì mình sẽ có cái cảm giác là nó khó chịu. Thì khi mà chúng ta vận động nhẹ hoặc đi ra ngoài thôi thì chúng ta phải sở hữu những thứ này đây. Thì các bạn thấy rồi đó, với chất liệu cô tông cao cấp như vậy nè, nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và quần cũng vậy nữa, cũng cùng một chất liệu, các bạn thấy không? Thiết kế rất là tinh xảo, hầu như không lộ một cái đường chỉ nào hết. Hạnh thấy là nếu mà chúng ta sở hữu những cái bộ nội y như thế này thì chắc chắn là tự mình sẽ cảm thấy yêu mình hơn, và tự bản thân chúng ta sẽ thấy là wow, làm con gái thì phải nói là thật tuyệt luôn á. Người ta hay nói là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Thì Hạnh nghĩ là những cái bộ nội y như thế này cũng sẽ góp phần làm cho chúng ta tăng thêm sự quyến rũ và giá trị của bản thân mình. Với những cái thiết kế như thế này sẽ giúp cho chúng ta có thể mặc được những chiếc áo ba lỗ, để Hạnh cài thử cho các bạn xem nha. Đây, khi mà chúng ta mặc thường cũng được, hoặc là mặc với chung với áo ba lỗ cũng được, các bạn thấy rất là tiện lợi đúng không? Gài trước nữa là các bạn, khóa gài trước sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng sử dụng hơn và tạo độ nâng cho ngực nhiều hơn. Với thiết kế cổ chữ V sâu và cúp tam giác như thế này sẽ giúp cho bầu ngực của chúng ta được ôm trọn vẹn hơn. Đối với những bạn nào có bầu ngực lớn á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này nha. Còn bầu ngực nhỏ hơn thì chúng ta hãy sử dụng cái này. Bây giờ đến với mini game thứ hai được chưa? Corin V hiện đã có mặt ở các thành phố nào? Bây giờ để Hạnh nói thêm về các dạng quần của Corin V nha. Quần này là quần sporty như các bạn thấy rồi đó. Thì ở giữa có một cái đường may như thế này sẽ giúp cho chúng ta ôm trọn cái bờ mông hơn, và giúp cho mông của chúng ta thon gọn và căng tròn hơn. Bây giờ Hạnh xem nha. Bây giờ không biết là có bạn nào đã trả lời chưa, để Hạnh xem thử. Ừ,
các bạn khen là nhiều mẫu đẹp và xinh quá nè. Đúng rồi, bên đây đang có chương trình giảm giá đó các bạn ạ. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4, khi các bạn mua một sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm. Các bạn nhanh tay nhanh chân lên nha, thì số lượng có hạn thôi đó. Đúng rồi, nội y bên đây mặc thích lắm các bạn ạ. Chương trình giảm giá rất là nhiều, bạn Nguyễn Mỹ Lệ ơi. Xin chào bạn Quỳnh Nga. Hạnh nhìn mà còn mê nữa mà. Cảm ơn rất là nhiều. Các bạn khen dữ quá. Bây giờ Hạnh sẽ giới thiệu thêm về cửa hàng Korean V. Cửa hàng Korean V ở thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở số 10B Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận Nhất nè. Tầng 2 công viên thương mại Block 19 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2. Tầng 2 trung tâm mua sắm Propins Residence Mall 101 Tôn Dực Tiên, quận 7. Tầng 2 Vạn Hạnh Mall 11 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10. Ở Hà Nội thì có ở số 206 Phố Huế, quận 2 Bà Trưng. Phần trả lời của mình sẽ có hai location, đó là ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nha các bạn. Các bạn có thể thấy không, đây là những chiếc áo ngủ rất là mềm mại và nữ tính của Korean V. Chất liệu thun lạnh cao cấp, mặc vào rất là thích. Hạnh thấy các bạn nghệ sĩ đến đây mua rất là nhiều, và một bạn có thể mua cả 4 bộ đầm ngủ ở đây để mà đóng phim hoặc là để sử dụng ở nhà. Màu sắc thì rất là bắt mắt và thời trang, màu hồng dễ thương cực kỳ luôn. Và bây giờ Hạnh sẽ cho các bạn xem dòng sản phẩm Fashion Slot nha. Đây là dòng sản phẩm rất là được yêu thích ở đây bởi tính năng của nó và chất liệu rất là đẹp, và chất liệu chính của nó chính là ren cao cấp. Với dòng sản phẩm này thì Hạnh có thấy những cái đường quai rất là bắt mắt và dễ thương để các bạn có thể phối hợp với những cái áo dây rất là nữ tính. Bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy được những cái điểm xuyết của về sự thiết kế rất là tinh xảo. Và cúp quai của nó là quai ngang nữa. Chúng ta có thể tháo ra để mặc với những bộ đầm ống hoặc là những đầm không dây. Với thiết kế này thì các bạn yên tâm là khi chúng ta mặc vào không sợ tuột đâu các bạn ạ. Nếu mà chúng ta có tháo dây ra, bởi vì ở bên đây nó có cái khóa cài ba nấc cao sẽ giúp ôm trọn vòng lưng của mình. Để hình cho các bạn coi khóa cài ba nấc cao nha. Câu trả lời là sẽ trả lời sau rồi. Không, trả lời sau nãy lên. Câu trả lời là những cái phần quà ai là sẽ lãnh, mình sẽ sau. Là ngày thứ hai mới công bố kết quả. Nhưng mà cái câu trả lời cho nó cái đúng là em phải trả lời luôn. Đúng rồi. Xong rồi em mới nói về cái, sau khi em trả lời thì em mới giải thích về cái location đó hay là cái địa điểm đó gì. Giờ em thêm cái gì vô nè? Là giá, với lại hỏi là nếu mà thích cái sản phẩm nào thì có thể mua ngay. Chào các bạn đã quay trở lại với gian hàng Sexy Block. Đây là một cái gian hàng có thể nói là best seller ở đây luôn. Bởi vì khi mà các bạn sở hữu một chiếc áo ngực như thế này thì chắc chắn là
bụng của chúng ta sẽ rất là căng tròn, vì mút rất là dày. Bên cạnh đó thiết kế rất là sexy và bắt mắt. Chúng ta có thể mặc áo bên ngoài màu trắng cũng được, áo bên ngoài màu đen cũng được, rất là dễ phối đồ. Vì thiết kế của nó là dành để mặc những dạng áo mỏng mà, do là đường may đã tinh tế sẵn rồi. Và phần ở trên đây đó, người ta gọi là high apex nè, có thể giúp các bạn che lấp cái khoảng thịt thừa và giúp cho những cái bộ ngực nào mà hơi to một chút có thể được nâng trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó thì cũng là một cái bản lưng cao ba nấc như thế này sẽ giúp cho chúng ta ôm trọn phần lưng hơn. Bạn nào mà có hơi dư mỡ chút xíu cũng sẽ không thấy khi mà chúng ta mặc những dạng áo như thế này. Các bạn hãy nhanh tay nhanh chân đến sở hữu một chiếc áo ở Sexy Shop nha. Bây giờ thì Hạnh sẽ cho các bạn xem giá của mẫu áo này là 1.299.000 đồng. Nếu mà các bạn có thích mua thì hãy comment ở bên dưới nha. Còn chiếc áo này thì có giá là 1.299.000 đồng. Tất cả các sản phẩm ở đây vào trong dịp giảm giá này thì đều được mua một tặng một vào ngày 20 đến ngày 26 tháng 4 các bạn nhé. Và bây giờ sẽ đến với dòng dòng này là dòng Classic Flowers. Classic Flowers là những cái dòng rất là cơ bản và nó truyền thống, dành cho những bạn nào có bộ ngực hơi to một chút xíu. Và ở đây có những cái khóa cài trước rất là tiện dụng, chúng ta có thể sử dụng dễ dàng hơn những khóa cài sau. Và tính năng nâng ngực của nó thì rất là tuyệt vời, không gọng, không mút, sẽ rất là thoải mái. Chất liệu ren mềm mịn cao cấp như vậy, Thành nghĩ là chúng ta phải nên sở hữu cho mình bộ sưu tập Classic Flower đi các bạn ạ. Cùng với chương trình khuyến mãi ngày hôm nay nữa, khi các bạn mua một tặng một như vậy thì rất là lời đó. À, ở đây có một câu hỏi, một câu hỏi của mini game 3 đây rồi. Kể tên nhà thiết kế của Corin V. Để Hạnh nói thêm về bộ sưu tập của Corin V được thiết kế. Để Hạnh chờ các bạn trả lời đi, sau đó Hạnh sẽ bật mí sau vậy. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây nha. Đây là dòng Plumetic các bạn ạ. Tại sao gọi là Plumetic? Vì nó có những đường cắt laser tạo thành những bông hoa rất là tinh tế và ý nhị trên ngực áo, sẽ giúp cho các bạn trở nên sexy hơn và nữ tính hơn. Cùng với khóa cài trước sẽ giúp làm tôn dáng ngực của chúng ta hơn và dễ sử dụng hơn nữa các bạn. Đây là dòng mà sử dụng chất vải như là tuyên là chính. Đây là vải lưới nha các bạn, lưới cao cấp, rất là mềm mại và bên trong có độ thấm hút rất là tốt. Bên ngoài là lưới thôi nhưng mà bên trong vẫn là một dạng cô tông thấm hút rất là tốt. Hạnh thích sản phẩm này bởi vì được thiết kế rất là bắt mắt. Và khi mà các bạn nữ sử dụng sản phẩm này thì bao giờ cũng có cảm giác là thoải mái suốt cả ngày, nhất là trong cái mùa khí hậu nóng như thế này thì chúng ta nên sở hữu cho mình cái dạng Plumetic như thế này các bạn. Bây giờ Hạnh sẽ giải đáp câu hỏi thứ ba, đó chính là Celia Bowles là nhà thiết kế của Corin V. Bộ sưu tập của Corin V được thiết kế bởi Celia Bowles, nhà thiết kế người Pháp đã có kinh nghiệm 10 năm phụ trách bộ phận thiết kế nội y và đồ bơi của thương hiệu Tristan Dior. Hơn 4 năm làm giám đốc thiết kế nội y của nhiều hãng thời trang nổi tiếng khác như Etam và Vera Wang. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng Sunset. Tại sao mình gọi đây là dòng Sunset các bạn biết không? Bởi vì nghe cái tên thì các bạn biết đây là những cái màu của buổi hoàng hôn, đúng không các bạn? Và nó nhanh quá, quan trọng hơn là tự nhiên. Như cậu đang chia sẻ, mọi người đang tương tác rất là tốt, đang được cái lượng share và tương tác rất là tốt, nhưng mà mục đích cuối cùng là để cho người ta hiểu về sản phẩm để người ta có thể đặt hàng online. Cái mục đích này là cho khách online nên là có thể nói kỹ về sản phẩm, kiểu theo cảm nhận của người dùng, kiểu Hạnh mà là người dùng thì Hạnh thấy cái này như
lật cái này ra nói về sản phẩm, giá cái sản phẩm này là như này, em thấy một cái sản phẩm này giá như này và đang có chương trình mua 1 tặng 1, các bạn có thể đặt hàng ngay tại dưới livestream này. Với lại cái câu hỏi thì cái thời gian và đặt câu hỏi và thời gian trả lời nó bị nhanh quá, khách hàng chưa kịp tương tác nhiều, thì lát nữa mình làm lại một vòng xong đặt lại những câu hỏi đấy. Làm bài từ đầu nữa hả? Cứ đi hết ngay từ đầu. Ngay từ đầu biết nhanh nó lại để cho người ta nghe nó cứ đúng kiểu nói chậm như kiểu đang chia sẻ nói trò chuyện với mọi người. Em không cần phải nhớ cái này, không cần phải nhớ, em chỉ cần cảm nhận về cái sản phẩm em nhận nhận mình nó, em chỉ cần nhớ cái tên dòng, em coi cái tên dòng ở dưới với lại cái chất lượng sờ vào cảm thấy như thế nào, nó mút dày hay mút mỏng, kiểu vẫn những cái này là kiểu cầm vào sản phẩm có thể lấy được ngay. Nhắc nhở là đang có chương trình này và luôn nhắc nhở họ chia sẻ live stream. Nhắc rất nhiều lần chia sẻ live stream vô điện thoại. Chào các bạn. Và bây giờ Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn dòng Sunset. Tại sao gọi là Sunset thì các bạn cũng nghe cái tên đã đoán được. Đây là những cái màu mà vào buổi hoàng hôn chúng ta hay thấy. Thì khi mà sở hữu cái dòng này thì ngoài cái sự lãng mạn, cổ điển và rất là nữ tính ra thì chúng ta còn được sở hữu những cái chất lượng sản phẩm rất là tốt. Bởi vì đây là dòng brand cao cấp nhất ở đây và khi mà chúng ta mặc vào á thì bao giờ cũng tạo được cái hiệu ứng là giúp cho bầu ngực chúng ta thêm căng tròn và rất là đứng dáng. Bởi vì các bạn có thấy những cái bản lưng nó được thiết kế rất là chắc. Ở bên đây thì có những cái đường viền ôm hai cái lưng chúng ta, giúp định hình lưng hơn. Với dòng sản phẩm Sunset màu xanh này thì các bạn thấy nó rất là dễ thương đúng không? Chúng ta rất là hiếm khi nào mà thấy được cái màu xanh này trong những bộ sưu tập áo ngực. Nhưng mà ở Korean V thì về màu sắc thì Hạnh nghĩ là một cái điểm nhấn độc đáo nhất cho cửa hàng mình. Bởi vì rất là dễ phối với là tất cả các áo khác nhau. Chúng ta tưởng tượng nó như một cái raplet vậy, chúng ta có thể mặc với tất cả những cái dạng áo khoác hoặc là những cái áo ren bên ngoài đều được. Với tính năng là khóa trước sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Và với cái áo này thì không có gọng, cũng không có mút luôn. Nó sẽ giúp nâng đỡ ngực một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Nãy giờ Hạnh không có giới thiệu về quần nhiều, nhưng mà khi đến đây thì anh thấy chiếc quần này đẹp quá. Không thấy đường may đâu hết. Đường ren thì rất là tinh tế khi mà kết hợp với lại phần dưới đây là chất liệu microfiber. Đây là dạng quần lưng vừa sẽ giúp ôm trọn vùng mông và phần mông của mình. Bây giờ Hạnh xem tương tác các bạn như thế nào rồi nha. Đúng rồi đó bạn Hương Lan, chất liệu rất là tốt, mặc mát nữa, nhìn là thấy ưng ý rồi. Áo mình giặt thì sẽ không có bị mất dáng đâu nha bạn, kể cả giặt bằng máy giặt. Nhưng mà các bạn nên cho vào túi giặt nha. Em mà mặc mẫu này lên chắc sẽ đẹp lắm luôn. Dĩ nhiên rồi, tất cả mọi người mặc ở những mẫu ở đây thì đều rất là đẹp. Không những đẹp mà nó còn thể hiện được là mình là một người rất là tinh tế trong việc lựa chọn nội y nữa. Em đang hóng game hả Đỗ Hương Chi? Được rồi, chị sẽ đến với cái game thứ 5 nhanh thôi. 4 game đầu tiên thì cũng đã có được những cái phần quà hấp dẫn rồi. Bây giờ còn game thứ 5 nữa thôi, các bạn hãy tranh thủ vào xem và share livestream này nha. Mẫu áo không có quần kèm bộ hả chị Hạnh? Mỗi mẫu áo như thế này đều có quần kèm theo hết em à. Ví dụ như đây nè. Đây là một bộ của nó.
À, hình như là Hạnh nói lộn rồi, game thứ tư mình chưa có chơi thì phải. Chỉ mới có 3 game thôi và bây giờ chúng ta sẽ đến với game thứ tư nhanh thôi. Bây giờ trước khi đến với game thứ tư thì Hạnh xin giới thiệu bộ sưu tập Morning Sky. Khi mà nhìn sự phối màu trong bộ sưu tập này thì các bạn thấy đây là dạng chuyển biến màu, kết hợp màu rất là đẹp mắt. Vì các bạn thấy không, từ nhạt sang đậm cũng là màu xanh thôi nhưng mà sự phối màu rất là đẹp mắt và tinh tế. Đây nè, từ hồng nhạt sang hồng đậm đây. Ở phía sau thì là bảng lưng rất là cao, giúp định hình dáng lưng cho các bạn luôn. Bên cạnh đó có hai đường ba len như thế này sẽ giúp cố định phần lưng của chúng ta. Bạn nào mà có hơi dư thịt chút xíu thì không sợ là sẽ bị lộ ra ngoài. Bên cạnh đó thì phần cúp xéo như thế này sẽ giúp cho dáng ngực của chúng ta được tôn lên một cách hoàn hảo nhất. À, bây giờ Hạnh mới phát hiện ra ở đây có những cái đường nhúng hình cánh bướm nè. Thì hình như cái đường nhúng này là một sự cố tình của nhà thiết kế, bởi vì nó sẽ giúp cho phần ngực của chúng ta trông sexy và quyến rũ hơn. Nghĩa là bạn nào mà ngực nhỏ thì có thể ăn gian, boost up lên được và tạo cái cảm giác là ngực chúng ta rất là to khi mà chúng ta mặc cái nội y như thế này. Bây giờ chúng ta đến với mini game thứ 4 được chưa ta? Đây là sinh nhật lần thứ mấy của Corin V? Có thể nói thêm về giá sản phẩm, cách phối đồ sẽ làm cái này. Khi mà Hạnh coi tương tác thì Hạnh thấy các bạn thắc mắc về giá sản phẩm rất là nhiều và các bạn đều khen là nội y nào cũng đẹp hết. Vậy thì bây giờ Hạnh sẽ giải đáp giá sản phẩm ở đây thì tầm trung thôi, từ khoảng 500 ngàn đồng trở lên, và với chiếc áo như thế này thì sẽ có giá trị là 899 ngàn. Và hôm nay đang có chương trình mua một tặng một. Nếu như các bạn sở hữu một cái áo như thế này thì các bạn sẽ được tặng một cái áo cùng loại. Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4 các bạn nhé. Nếu như các bạn có thể thích, nếu như các bạn thích những mẫu áo như thế này thì các bạn có thể đặt hàng bên dưới cái livestream này. Thì nhân viên giao hàng sẽ liên lạc với các bạn trong vòng 3 ngày phải sẽ giao hàng sớm nhất cho các bạn. Đây là một dạng áo với giá tầm 999 ngàn. Như Hạnh đã nói đó, thiết kế nhúng ở chỗ này sẽ giúp cho phần ngực của chúng ta thêm phần đầy đặn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mini game thứ tư. Đây là sinh nhật lần thứ mấy của Corin V? Trong vòng 1 phút các bạn hãy trả lời nhanh nha. Trong lúc chờ các bạn trả lời đó thì Hạnh sẽ chỉ các bạn cách phối đồ. Với những chiếc áo như thế này thì chúng ta có thể mặc với lại những cái áo. Nếu mà theo Hạnh thì chúng ta cũng có thể mặc với áo sơ mi trắng. Chúng ta cũng không có sợ là nó quá phô, bởi vì thiết kế hầu như là khi mà chúng ta mặc không thì nó giống như chiếc bikini vậy á. Nó rất là tinh tế và chúng ta có thể mặc luôn với những chiếc áo khoác. Những chiếc áo khoác nhẹ nhàng, tôn thêm nét nữ tính và sexy cho chúng ta. Để Hạnh xem tương tác các bạn trả lời câu hỏi thứ tư được chưa nha. Các bạn ơi, Corin V sẽ công bố danh sách các bạn đạt giải vào ngày thứ hai các bạn nha. Ừ.
Và bây giờ Hạnh sẽ quay trở lại với bộ sưu tập Soft Cloud. Như các bạn thấy thì bộ sưu tập Soft Cloud là những đường nét rất là basic, cơ bản. Chúng ta không thấy nhiều những cái họa tiết ở trên áo, bởi vì những cái áo ngực basic như thế này sẽ phù hợp cho tất cả những cái dạng áo mà thông dụng chúng ta. Ví dụ như những cái áo mỏng, ví dụ áo dài chẳng hạn. Hạnh nghĩ là Soft Cloud là một dạng sản phẩm rất là cần thiết cho bộ sưu tập của chúng ta đấy. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn sở hữu những cái phần quà giá trị từ 5mini game thì hãy share livestream này. Các bạn nhớ share livestream này và trả lời sớm nhất có thể để chúng ta có thể nhận được những phần quà hấp dẫn từ Current V nhé. Cảm ơn các bạn khen rất là nhiều về sản phẩm Current V đây nè. Tôi đã mua và livestream ở đây rồi nè, các bạn comment như vậy. Với những cái sản phẩm như thế này thì thích hợp cho những cô nàng công sở, cũng giống như là cũng phù hợp cho những bạn mà sinh viên, học sinh. Nếu mà chúng ta phải mặc áo dài hoặc là chúng ta phải mặc những cái áo mà nó rất là mỏng thì Hạnh nghĩ là chúng ta nên sở hữu dòng sản phẩm này. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của game thứ tư. Đây chính là sinh nhật lần thứ nhất của Corin V. Trước khi đến với game thứ năm thì Hạnh sẽ mời các bạn qua đây nhé. Hạnh quay lại với dòng Refine Line. Khi nãy Hạnh nói hơi nhanh quá, sợ các bạn không hiểu được các tính năng của dòng Refine Line. Thì đây là dòng sản phẩm có thể nói là rất là ưu việt, bởi vì chất lượng của nó thì chúng ta không phải bàn về cái chất vải rồi. Microfiber, một dạng vải thun lạnh cao cấp, mềm mịn và thấm hút mồ hôi cực tốt. Bên cạnh đó nó có những cái đường ren kết hợp rất là tinh tế và ý nhị, tạo cho sản phẩm này thêm phần nữ tính và thêm phần gợi cảm. Đây là một bộ của nó đây các bạn ạ. Bây giờ Hạnh sẽ cho các bạn biết cái giá sản phẩm nha. Sản phẩm quần lót có giá trị là 169.000. Và ngày hôm nay chúng ta có thể mua một tặng một. Các bạn nhớ share livestream này và nhanh tay đặt hàng ở bên dưới livestream này để nhận được phần quà hấp dẫn từ Corin V nha. Hạnh có nghe một cái phản hồi là câu 1, Corin V là thương hiệu nội y đến từ nước nào? Hạnh chưa có trả lời cho các bạn đúng không? Câu trả lời là đến từ nước Pháp các bạn nha. Sản phẩm quần lót ở bộ sưu tập New Flowers sẽ có giá từ 199.000. Trong vòng 5 ngày, từ ngày 20 cho đến ngày 26 khi các bạn sở hữu một sản phẩm ở đây, các bạn sẽ được tặng một sản phẩm trong vòng 6 ngày nha các bạn. Đây là chiếc áo bralette rất là dễ sử dụng, bởi vì nó không có gọng nè, cũng không có mốt luôn. Những bạn nào mà yêu thích sự thoải mái và cá tính thì chúng ta có thể sử dụng chiếc bralette này để mà phối với những chiếc áo khoác bên ngoài. Giá của chiếc bralette này là 699.000 đồng. Còn chiếc áo ngực phối ren như thế này sẽ có giá là 899.000 đồng. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ xem các bạn comment như thế nào. Rất là nhiều comment trả lời câu hỏi và chúng ta sẽ giải đáp cái mini game 2, tại vì hồi nãy Hạnh chưa có giải đáp nha. Current V hiện đã có mặt ở thành phố nào? Bây giờ Hạnh xin trả lời. Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Và danh sách những bạn nào mà trả lời đúng và sớm nhất sẽ được cập nhật và sẽ có trên trang web của CoreanV vào ngày thứ hai nha các bạn. Nhưng với điều kiện các bạn phải share những cái livestream này và trả lời nhanh nhất có thể thì chúng ta mới có thể có được những cái phần quà hấp dẫn nhất. Chiếc quần này có giá trị là 139.000, Hạnh thấy nó rất là rẻ và rất là tiện dụng bởi vì cái tính năng của nó là thấm hút mồ hôi. Có bạn hỏi là giảm bao nhiêu phần trăm nhỉ? Thì Hạnh xin trả lời lại là các bạn mua sản phẩm từ ngày 20 đến ngày 26, mua một các bạn sẽ được tặng một sản phẩm cùng loại. Còn khi mà chúng ta chơi những cái mini game của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta phải trả lời sớm nhất nè, rồi share livestream này nè. Các bạn sẽ biết được danh sách trúng thưởng vào ngày thứ hai trên trang web của CoreanV. Không biết các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Giải thưởng của nó sẽ là 500.000 đồng cho mỗi câu trả lời đúng. Mỗi mini game thì chúng ta sẽ có 3 giải thưởng. Tổng cộng của chúng ta có 5 mini game, các bạn nhớ không? Coi lại livestream nha. Và Hạnh hy vọng là ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều bạn nhanh tay trả lời câu hỏi và nhận được giải thưởng từ CoreanV. Nếu như các bạn không nhanh tay trả lời câu hỏi thì cũng có cơ hội nhận được những cái siêu khuyến mãi từ CoreanV. Bởi vì chương trình khuyến mãi được mở từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4. Mua một sản phẩm các bạn sẽ được tặng một sản phẩm cùng loại. Hết rồi hả? Em làm một cái gì đó nó nóng lên lại, tại vì cái lượng xem nó đang bị tụt đi. Dòng lại á, thì nội dung thì mình đã đi hết rồi. Ví dụ như là em nhấn mạnh lại, ví dụ như em xem tương tác là có những bạn hỏi về cái sản phẩm nè, thì Hạnh xin giải đáp về cái sản phẩm này. Rồi nếu mà bạn nào mà thích mua hay là muốn order ngay thì cứ thể inbox trong cái Facebook này, thì bên nhãn hàng sẽ tương tác với các bạn liên tục để mà order. Ví dụ bây giờ làm nóng lại nha. Thì cái câu hỏi thì là quá, cái thời gian 1 phút cho người ta để nghe câu hỏi và trả lời là quá nhanh, chưa tính đến cái chuyện là lag ở trên này. Thì bây giờ đọc lại câu hỏi. Câu hỏi khác đi. Câu hỏi khác đi. Có mấy câu gì hay lắm, hôm qua em thấy bạn cái kịch bản cũ á. Thôi rồi bây giờ tôi hiểu. Dạ, em đi lòng vòng em hỏi là ví dụ như là cái sản phẩm màu này dạ, thì cái này là các bạn có nhớ cái chất liệu của nó là chất liệu gì không? Đó, em còn ví dụ như bên đây là cái dòng này là dòng tên gì đó, ví dụ như vậy nha. Em chỉ cần đặt thêm 2 câu hỏi nữa để cái thời gian nó lâu, chứ không phải vừa đặt câu hỏi đã xong rồi trả lời. Ta không có thời gian đâu, với cả trong lúc đấy liên tục nhắc nhở cái trả lời như vậy thì được giải thưởng là gì. Từ nãy đến giờ Hạnh thấy có rất là nhiều khách hàng ra vào tấp nập và đến từ cửa hàng CoreanV trong lúc Hạnh đang livestream, cho nên livestream có phần ngừng lại một chút. Thì bây giờ Hạnh xin trở lại và muốn đặt cho các bạn thêm những câu hỏi phụ để các bạn có thời gian trả lời nhanh và nhận những cái phần quà hấp dẫn khác từ CoreanV. Câu hỏi đầu tiên đó chính là các bạn có nhớ chất liệu để làm
những chiếc áo ngực này là chất liệu gì không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Các bạn có một phút trả lời nha. Khi các bạn trả lời thì các bạn hãy share livestream này để có cơ hội nhận được phần quà rất là hấp dẫn từ Korean V. Đó chính là voucher trị giá 500.000 đồng và được quy đổi ra tiền mặt. Và khi mà các bạn mua các đơn hàng ở đây thì không có giới hạn giá trị đơn hàng, chúng ta vẫn có thể được giảm 500.000 đồng. Để hình xem coi các bạn trả lời tới đâu rồi. Có rất là nhiều câu trả lời đúng. Và các nhân viên của Karen V sẽ tổng kết lại những bạn nào trả lời sớm nhất và share livestream này để nhận được quà vào ngày thứ hai các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Các bạn ơi, các bạn có nhớ tên của dòng sản phẩm này là gì hay không? Nãy giờ Hạnh đọc rất là nhiều những cái mẫu sưu tập thì hy vọng là các bạn nhớ được tên của dòng sản phẩm này là gì. Câu trả lời cho bộ sưu tập này chính là Korean Touch. Không biết là bao nhiêu bạn sẽ trả lời đúng đây, để Hạnh xem thử nha. Wow, rất là nhiều bạn trả lời đúng. Hy vọng là các bạn sẽ may mắn được nhận giải thưởng của Shop Korean. Và các bạn biết không, dòng sản phẩm Korean V thì có mặt rất là lâu đời trên thế giới rồi, nhưng mà đây là sinh nhật lần thứ nhất tại Việt Nam. Và Hạnh rất là vui khi ngày hôm nay được đến đây chung vui với cửa hàng Korean V tại Việt Nam. Hạnh cũng mong muốn là tất cả các bạn qua ngày hôm nay sẽ sở hữu được cho mình những cái bộ nội y rất là cao cấp và rất là thanh lịch, cũng như là về chất liệu rất là tốt, để chúng ta có thể tự cảm thấy yêu bản thân mình hơn và các bạn sẽ ngày càng đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người. Hạnh nghĩ vậy. Bạn có một bạn hỏi là Hạnh ơi, Hạnh đọc lại câu hỏi được không? Những câu hỏi thì nãy giờ Hạnh đã đọc lại 3 lần rồi đó các bạn ạ. Nhưng mà Hạnh sẽ đọc lại cho các bạn hai câu hỏi phụ để mà các bạn cũng có thể sở hữu được những cái phần quà hấp dẫn giống như những câu hỏi chính thôi. Giá trị của nó là 500.000 đồng cho mỗi câu trả lời đúng và nhanh nhất, cũng như là share livestream này. Câu hỏi phụ thứ nhất là chất liệu mà làm nên bộ sưu tập Korean V thì chủ đạo là chất liệu gì? Và câu hỏi phụ thứ hai thì các bạn có nhớ cái bộ sưu tập hồi nãy Hạnh đi ngang qua là bộ sưu tập mang tên gì không? Hạnh rất là thích sử dụng những cái dòng sản phẩm Korean V bởi vì ngoài tính năng rất là tốt của nó ra thì về thiết kế rất là bắt mắt và sành điệu. Bên cạnh đó có những cái đường may tinh tế giúp ôm trọn phần lưng
Và khi mà Hạnh tháo dây ra thì nó không có cảm giác là bị xê lịch ngực của mình. Khi mà Hạnh mặc những cái ống thì cảm thấy mình rất là tự tin. Các bạn ơi, Current V thì rất là ít khi nào khuyến mãi, và ngày hôm nay phải nói là một dịp rất là quan trọng, và Current V giảm giá như vậy thì các bạn hãy nhanh tay nhanh chân để đến với cửa hàng, cũng giống như là comment bên dưới livestream này để sở hữu những cái sản phẩm chất lượng nhất, cũng giống như là những sản phẩm tốt nhất từ Current V các bạn nhé. Các bạn ơi, Karen V muốn tặng cho các bạn thêm một câu hỏi nữa. Bởi vì nãy giờ Hạnh thấy lượng tương tác rất là nhiều và bạn nào cũng trả lời đúng hết, cho nên cũng thiệt thòi cho các bạn nếu như mà có ít những phần quà gửi đến chúng ta trong ngày hôm nay, đúng không? Và câu hỏi là chương trình ưu đãi Birthday Sale của Karen V là gì? Các bạn trả lời nhé. Chương trình ưu đãi Birthday Sale của Karen V là gì? Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4 đó các bạn. Đó là chương trình ưu đãi gì? Hạnh cho các bạn 5 phút để trả lời đó. Bây giờ chúng ta hãy đi một vòng để tham khảo những cái bộ sản phẩm rất là đẹp mắt của Current V nhé. Các bạn ơi, các bạn biết không, vào ngày 22 tháng 4 này sẽ có một cửa hàng Current V khai trương ở Hàng Bông, Hà Nội. Hy vọng là các bạn sẽ đến để nhận những phần quà siêu ưu đãi từ Current V tại Hà Nội nhé. Wow, model của Current V thật là xinh đẹp với trang phục rất là gợi cảm, các bạn thấy không?
Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy nhanh tay đến ngay cửa hàng Korean V. Hồi nãy Hanh đã đọc cho các bạn những chi nhánh rồi đó. Chúng ta đến để sở hữu những phần quà cũng giống như là những bộ sản phẩm siêu ưu đãi và rất là thanh lịch từ cửa hàng Korean V nhé. Korean V rất vui vì nãy giờ lượng tương tác rất là tốt và chương trình livestream cũng khép lại tại đây. Hạnh rất là vui khi được trò chuyện với các bạn trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong livestream đợt sau. Các bạn nhớ nha, share livestream và comment ở bên dưới. Tất cả các nhân viên của Korean V sẽ liên hệ với tất cả chúng ta và hy vọng là ngày thứ hai chúng ta sẽ thấy tên của mình trên trang web cũng như là trên Facebook của Korean V được trúng thưởng và chúng ta sẽ nhận được những chiếc khấu ưu đãi khác từ Korean V nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của Korean V tại Việt Nam. Các bạn hãy nhanh tay đến đây để sở hữu những phần quà có giá trị như là mua 1 tặng 1 trong vòng 6 ngày từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4 các bạn nhé. Chào.